Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 8 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có đề án số 10 về công tác phòng ngừa và giải quyết gây rối an ninh trật tự trong học sinh sinh viên của các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2015. Đến nay, sau 5 năm thực hiện đề án này, tình hình an ninh trật tự đã có những bước chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả trong việc ổn định môi trường học tập, rèn luyện học sinh sinh viên ở các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra giám sát tại khu vực nhà ở ký túc xá là việc làm thường xuyên của Nguyễn Đình Dũng và các thành viên trong đội thanh niên xung kích trường Đại học Vinh. Việc làm này của đội nhằm nắm bắt tình hình đời sống của các sinh viên đã giúp cho đội thanh niên xung kích góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực trường. Ngoài ra, đội còn có nhiệm vụ lắng nghe, thống kê các sự việc nảy sinh trong sinh hoạt của sinh viên để báo cáo, tìm ra phương án giải quyết một cách nhanh nhất, kịp thời nhất. Qua đó, vai trò của đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường được đề cao và là lực lượng chủ lực trong việc tạo ra những hoạt động sân chơi lành mạnh cho học sinh sinh viên. Để đảm bảo an ninh trong trường học thì đội thanh niên xung kích thường xuyên đi tuần tra và kiểm tra ở trong khu vực trường và đặc biệt là trong khu vực ký túc xá. Vậy tinh thần xung kích và tình nguyện thì đội thanh niên xung kích của trường Đại học Vinh luôn luôn vui vẻ và sẵn sàng hoàn thành tốt cái mà nhiệm vụ nhằm đảm bảo được cái công tác an ninh trong trường Đại học Vinh được tốt nhất. Trong cái tổ chức đoàn nói chung và đặc biệt là đoàn trường Đại học Vinh thì có một cái mô hình đó là cái đội thanh niên xung kích và có một cái mô hình nữa là cái đội sinh viên tự quản. Các em thì được bố trí ở trong ký túc xá và cứ mỗi buổi tối và hàng tháng thì đoàn trường chỉ đạo là có cái sự là luân phiên lẫn nhau để mà tham gia tuần tra canh gác kể cả ngoài địa bàn của các khu dân cư hội phụ mà nơi có sinh viên của trường Đại học Vinh ở trọ. Với số lượng gần 1.000 giảng viên, hơn 40.000 sinh viên đang học tập và công tác tại trường, trong đó hơn 20.000 sinh viên học tập trung là một thách thức lớn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường. Tuy nhiên, bằng những giải pháp phù hợp như làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nội quy quy định về phòng ngừa, đảm bảo công tác an ninh trật tự, phối hợp với chính quyền, công an các cấp, củng cố và nhân rộng mô hình học sinh sinh viên tự quản, đổi mới công tác nhận xét học sinh sinh viên ngoại trú có hiệu quả, công tác chính trị nội bộ và an ninh học sinh sinh viên được đảm bảo, tệ nạn xã hội được giảm thiểu. Nhà trường rất tự hào là suốt trong 5 năm qua thì mặc dù tình hình chính trị trên thế giới trong nước có nhiều biến động làm tác động tiêu cực đến một bộ phận sinh viên, nhưng do việc nhà trường đảm bảo tốt cái việc khai thông thông tin, do vậy là đảm bảo được mọi cái cơ chế chính sách, mọi thông tin đều thông suốt đến với từng cán bộ trong nhà trường. Trong 5 năm qua, nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh như Đại học Y khoa Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã bám sát đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng ngừa và giải quyết gây rối an ninh trật tự trong học sinh sinh viên với nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò vị trí của công tác này trong nhà trường được chú trọng nâng cao. Công tác giáo dục, tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, thể hiện bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, thu hút được học sinh sinh viên tham gia. Việc kiểm tra đôn đốc được coi trọng với sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường, lực lượng công an và chính quyền địa phương. Để làm tốt công tác an ninh trật tự trong trường học thì nhà trường tiếp tục thực hiện cái đề án số 10 của tỉnh của thường ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An về phòng ngừa giải quyết gây rối an ninh trật tự trong trường học. Thứ hai là tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh sinh viên. Thứ ba là tăng cường công tác quản lý học sinh sinh viên nội trú ngoại trú và đảm bảo giờ đến lớp. Và thứ tư là đảm bảo dân chủ hóa trong trường học bằng các hình thức giao ban đối thoại trực tiếp với học sinh sinh viên. Hiện nay, công tác phòng ngừa gây rối, đảm bảo an ninh trật tự trong các trường đại học cao đẳng là một nội dung quan trọng cần được thực hiện một cách nghiêm túc để đối phó với các lực lượng thù địch, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đang ngày một phức tạp. Song song với đó, việc thực hiện hiệu quả đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng môi trường học tập, rèn luyện ngày một tốt đẹp hơn.